Cũng trong sáng nay, Văn phòng Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã tổ chức diễn đàn chia sẻ về hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Hàn Quốc tại miền Trung. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đến dự. Phát biểu tại diễn đàn, ông Ahn Min-sil, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng cho biết, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc và Việt Nam vào năm 1992, cả hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, Hàn Quốc là nước đứng số 1 về đầu tư vào Việt Nam, còn Việt Nam là một trong 4 quốc gia dẫn đầu trong giao thương với Hàn Quốc. Ngoài việc đóng góp cho kinh tế địa phương thông qua việc tạo ra việc làm, các doanh nghiệp Hàn Quốc còn đồng hành cùng địa phương trong công tác từ thiện, sẻ chia trách nhiệm xã hội. Ví dụ như giúp người dân lánh nạn an toàn trong cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp mỗi khi gặp thiên tai, giúp những nhân viên phải xa gia đình do Covid có nơi ăn ở, hỗ trợ hiện kim và thiết bị y tế chống dịch, tài trợ sách và học bổng cho những trẻ em mồ côi, khuyết tật, v.v. Điều này đã vượt lên trên cả mục đích kinh doanh, lan tỏa sự quan tâm và thấu hiểu, cũng như giúp thắt chặt mối quan hệ hai nước. Và diễn đàn này là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Hàn Quốc, tìm kiếm phương hướng hiệu quả cho các hoạt động trong tương lai và cũng là dịp để xúc tiến thương mại và đầu tư vào miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng tuy chỉ mới hoạt động từ năm 2020 nhưng cũng đã tổ chức nhiều sự kiện dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc như sự kiện diễn đàn xúc tiến đầu tư vào tháng 6 năm nay. Và ngoài diễn đàn hôm nay, chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho diễn đàn sắp tới nữa. Thông qua những diễn đàn như thế này, chúng tôi cung cấp những thông tin hữu ích về môi trường đầu tư ở Đà Nẵng, cũng như thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp dành cho Đà Nẵng, qua đó xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng. Cũng theo Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, so với miền Bắc và miền Nam thì doanh nghiệp Hàn Quốc ở miền Trung không nhiều. Hiện tại, số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào miền Trung so với toàn bộ doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đạt tỷ lệ không quá 5%. Vốn đầu tư cũng không quá 2,2%. Vì vậy, Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam đang được xem là điểm đến đầy tiềm năng, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây là cơ hội tốt để có thể kêu gọi các nhà đầu tư vào Việt Nam. Đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc, với vai trò của mình, COTRA Đà Nẵng sẽ tập trung vào giới thiệu những điều kiện mà Đà Nẵng đang có, vị trí thuận lợi, phí nhân công hợp lý, làm đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư vào Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đồng hành cùng với thành phố trong công tác phòng chống dịch và thực hiện mục tiêu kép vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội thành phố. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 1992-2022. Hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm. Hy vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần tăng cường hợp tác hai nước Việt Nam-Hàn Quốc giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc.